Một công nghệ lọc nước thông minh vừa được ra mắt, màng lọc RO SideStream có khả năng loại bỏ hầu như tuyệt đối kim loại nặng và vi khuẩn, virus có hại, tăng tỷ lệ nước tinh khiết thu được tới 66%, kéo dài tuổi thọ lõi lọc. Đặc biệt, công nghệ điện tử kiểm soát hệ thống lọc có khả năng kết nối thiết bị cầm tay IOSM, giúp máy hoạt động ổn định trong điều kiện tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí vận hành.